Thầy gần Tết rồi thì không biết thầy đã chuẩn bị và chăm lo cái Tết này như thế nào rồi thầy? Thì cái Tết năm nào thầy cũng muốn là có hai cây mai khạc, hai cây đào khạc và hai cây quýt là kêu cây tắc trái sum xê, hai cây thanh long trái sum xê, và những cái đồ vật các, rồi những cái tủ lạnh đông thịt cá đầy đủ, tôm tép mực ăn Tết cho hạt lớn. Kế tiếp nữa là năm nay làm sao có nè, có máy lạnh nè, có tủ lạnh nè, có máy giặt. Chùa mình chưa có máy giặt, giặt tay gần chết. Thầy giặt tay luôn à? Hôm chỉ có giờ chùa không có bao nhiêu người mà đông đệ tử biết sao, máy giặt đâu, hồi hồi có một Thầy hai máy giặt. mà thầy giặt tay là ai giặt? Giặt tay. Thầy giặt là ai giặt? Chứ không lẽ ai giặt. Thầy trụ trì mà Thì phải giặt giặt đồ chứ đồ, ai giặt. thầy phải tự tay giặt đồ luôn á. Chứ không lẽ ai giặt cho. Rồi thầy đi du lịch ai giặt cho thầy? Sao thầy không Thầy muốn, tự giặt. sao thầy không tuyển người đệ tử Thứ nhất về thầy thầy? giặt tay nè. Trời ơi, có bữa mà thầy giặt cái xà bông mà nó về, mua về nó lột hết tay thầy luôn á. Sao bông giả rồi? Nó ra nè, lột 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 giặt xong rồi lát ngày mai cái này cục 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 lột da ra luôn. Thầy mua xà bông ở đâu rồi, ở đâu mà mày giặt vậy? Thì mấy cái xà bông gì đó người ta mua mình không biết. Xà bông nè, thuốc tẩy không. Thầy nói giờ Tết làm sao hoa quả đầy mâm, bông hoa đầy chùa đó, rồi những cây phát tài kim phát tài, những cây mà kim ngân, những cây mà tàn là phú quý không. Chùa nghèo nhưng mà thích cho đồ thật không ạ? Tại tụi con muốn thầy giả thì Thôi phải giả. Giờ sống hạt đi, Tết năm nay giờ trước khi Tết, trước 15 ngày cái gì cũng, trước 10 ngày 15 ngày đi cái gì cũng hạt hết đi. Còn giờ giả thì mai không phải mai giả, mà cái đó mình trang trí cho có. Còn mấy giờ năm nay ai chuyển tiền thầy trước đi, giờ bắt đầu chuyển cho, giờ đầu tháng 12 hoặc giữa tháng 12 đi, chuyển cho thầy vài trăm triệu mua mai là thầy không thèm gắn một bất cứ cái mai giả nào hết. Mấy cái giả tôi đem thầy bỏ luôn, hùng 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 thầy để đóng hết luôn, để năm nào nghèo quá lấy ra xài. Còn năm nay mình cảm thấy phú quý, tiền vô ăn Tết mình ở Tết chơi mai hạt bông hạt, không chơi gì giả. giờ Tết này thầy thích nè, Người cũng cái người hạt luôn, không thầy có người giả luôn, Tết không chơi bằng này, robot. Tết này là Tết nha. Thứ nhất, thịt cá tôm tép đầy đủ, ăn cái Tết phải cho lớn, bữa ăn nào cũng 5-6 món, Rồi hai ba cái tủ đông lạnh, bỏ heo quay vịt quay, đúng rồi, cứ ngày ăn con, ngày ăn con, ăn không hết cũng phải ráng. ăn xả láng luôn. Rồi còn mai là không chơi mai giả nữa, mai là quốc mai Mai thạc khạc luôn. bàn cũng để từng bàn, đây có 4-5 cái bàn đúng không, những mai khạc để tròn đó, mai khạc rồi để chánh điện 4 cây mai ở trước cổng chùa, 2 cây khạc kho nữa, mai khạc cũng đàng hoàng, để vàng rực luôn, để vàng giả chứ đừng treo vàng khạc. Cái này chắc kêu vàng khạc chứ rụm hết quá. Còn còn trái cây Nè cục vàng này, nè, nó mà vàng được bằng thiệt ngon này hả? này. Mày thích mày ngon mày chọi kim cương mã não lưu ly gì đó. Cái đó bằng thiệt chắc cũng là chục lượng á, chục lượng vàng á. Muốn dừng muốn lo cho thầy giờ này. Họ đến tấp nập cúng dường hàng ngày thì sao thầy dám đi, đi mất tiền hết sao, Tết phải là không? trong nhà thôi, hy vọng Tết này Phật tử đến với thầy Thì đông thôi đông á. đến đến phải cúng dường chứ, đến thì xin cho tôi ly cà phê miễn phí, coi chai nước miễn phí, coi tao nói chờ mày nghe nó phí phí tao chạy trốn luôn. Của chùa cũng miễn phí mà thầy. Biết miễn phí nhưng mà có ai tài trợ nước đâu, mấy năm nay thầy mua nước không có bao giờ ai cho được vài chục thùng nước đâu, có cái bộ có một chai nước nào họ cho đâu, đều mua trước trả tiền trước mới lấy tiền lẻ rồi sao. Ủa thầy, mà không hiểu sao mà nhiều người cứ đi ăn miễn phí thì họ nói nó là đi ăn của chùa là sao hả? Mà Tết năm nay thầy ước mơ từ 5 đến 7 hạng trai, mấy 85 trở lên người mẫu, 6 múi 8 múi hết. Thằng nấu cơm, thằng giặt giũ, thằng rửa chén, thằng tiếp khách, hai thằng đứng trước mời khách vào, rồi hai thằng quậy cà phê. Còn thằng bóp lưng bóp vai là thằng đấy chứ. Thôi, thầy không cần, thầy không cần bóp gì thầy hết. Vậy thôi Thì phục vụ cho dịp Tết cho nó đẹp đẹp.
thầy yêu cầu cũng cao vậy ai mà mét sáu lăm nhưng mà mét tám đi, mấy trai tám nó buồn. Mét 50 cũng được. Mươi như mày hả? Đùng lùng. Ờ à, con mét nhiêu? Nó 55 không? 60 không? Có à. Ừ. Mét 85. Mày nổ mày. Mét 85 đó thầy. Thấy không? Mình nổ mày láo mày ư. Mày nói gì mà ai tin? Nói gì mà nói được. Mét 85 á. Vậy bữa năm nay mày Tết mình khỏi chở vợ về quê đi. Đó rồi. Bỏ cha bỏ mẹ đi mày phục vụ chùa. Bên vợ bên cha mẹ ruột về quê mày tính bỏ cha bỏ mẹ. 3 năm về là có nhiều thằng 3 năm chưa bao giờ về thăm cha mẹ. Tết là phải về nhà. Ờ. Tao nói ai, Tết nè. Ai, mà ai. Tết năm nay tao thầy nó bảo đảm không có nào về quê đâu. Sao? Nó bỏ cha mẹ lương đâu, cơm thành phố mắc nợ không trả được chữ túi bụi mày dám về quê không? Giờ tao nói giờ Tết năm nay à, nhiều thằng nó cứ khăn khổ, khăn đói, công ty thì không có việc làm, buôn bán thì không đắt. Mà lấy gì họ ăn nè? Thầy giờ kinh tế khó khăn quá rồi. Ờ, năm nay ăn củ khoai với củ từ không? Củ bình tinh không? Củ chuối không? Rồi tiền đâu? Thầy nói vậy chứ mày làm gì có tiền. Thầy chuẩn bị Noel nữa nè. Nè, Noel nữa nè. Rồi Noel này thầy tính có tiết mục gì hay không thầy? Thì đâu có gì đâu. Noel này của Thiên Chúa giáo mà của đạo khác mà đâu phải đạo Phật. Thì người ta tổ chức thì mình có giỏi là đi. Nè, thầy nói mùa Noel ta làm gì không? Trang trí đẹp, đi chụp hình quay phim những khu du lịch đó. Thì người ta trang trí qua bông hoa với lời tới luôn. Bắt đầu Noel là nó cách nhau con tháng nên các cái khu du lịch, các cái nơi người ta trang trí từ từ. Trang trí cho luôn cái qua hai cái lễ Noel xong cái người ta chuẩn bị Tết Tây. Tết Tây trong Tết Việt Nam là ba cái Tết luôn. Đó. Tết năm này thì có tình hình kinh tế như thế nào này? Ừ? Có sung sướng như năm ngoái không? Thì cái đó do Phật tử, giàu cũng do Phật tử, nghèo cũng do Phật tử, thầy sướng cũng do Phật tử, mà thầy khổ cũng do Phật tử. Mà thầy hạnh phúc cũng do Phật tử, rồi thầy học cao cũng do Phật tử, mà thầy dốt cũng do Phật tử. Lý do thầy nói sống kêu thầy mô Phật hiện tay hiện tay, mong sư phụ tu con lo, mà tu mà sư không cho sư phụ tu. Toàn là cho tiền sư phụ đi chơi không, không có cho đâu, nói cũng không có không. Rồi chứ có, hôm nay thầy đi rồi, về chưa tới Tết nè, đi chơi cho đã cái về cái lo tập trung vào cái Tết. Có khi nào nói Phật tử nói cho thầy nhiều tiền quá thầy đi chơi hơn. Mày tào lao, rảnh quá giờ mày cho tao cũng không có rảnh tao đi. Hổng rồi tao khi nào tao đi chơi bao giờ, chưa có thời gian đi chơi. Tao đi Hà Nội tao cũng đi gì, nộp hồ sơ các trường đại học và tao đi luận án tiến sĩ mà đi chơi. Rồi đi Hà Nội tao có còn tao đi tao lặt lặt về tao không có thời gian đi tham quan luôn. Đi lặt lặt về á? Ừ, tham quan tao phải đi, tao phải chụp hình là khu du lịch gì, nguyên cái khu đó tàn tao đi học chỉ có một buổi hoặc đi luận án có chút rồi tao đi tham quan những cái nơi mà tao gần gần cái phòng khách sạn ngủ thôi, ngay văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội. Thuê taxi thôi đi. Tao đã bảo tao đi bộ không? Ủa đi bộ đâu không? Ừ. Bay không chuyển cho tao vài trăm triệu thì làm sao tao đi xe? Thầy không muốn chiếc xe ôm thầy đi, chiếc xe máy thầy đi. Không à, thì ra là thầy đi bộ từ khu phố này tới khu phố kia. Ừ. Không đi xe ôm luôn. Ừ. Tao sang mà, đi bộ ngộ đi xe, ai bay đi xe hơi, đi xe Honda, xe Tay Ga. Vừa đi được. vừa la làng. Tới thầy đi bộ thấy được này về ốm hơn á. Ờ. Hồi xưa tao ăn quải tao ăn đủ thứ thịt. Mà ra Hà Nội tàn là chó không sao ăn. Ra bán tiệm nào cũng chó nguyên con không treo đầy hết. Ủa thầy đi ngang qua thầy không ăn à? Ờ, nào giờ thầy ăn thịt heo. À, rồi heo rừng. Ăn thịt dê. Ăn thịt bò. À, rồi ăn bún đậu, bún chả, chả cá, chả heo, chả bò.
Rồi làm sao tao khỏe được? Tao phải bán đâu cũng toàn tiệm thịt chó không? Chó 7 món, cày 7 món. Thầy đi qua thầy Cường có nghe nó thơm không thầy? Thì nó làm gia vị vô phải thơm thôi. Nhưng mà nó tới hồi xưa giờ tại không phải ăn. Mà thầy nghe cái mùi nó hôi hôi sao? Ăn thịt chó nó hôi hôi, hỉnh hỉnh sao? Ăn không vô. Thôi thôi à? Rồi ta ăn thịt thịt gì cũng ăn mà riêng thịt chó ta ăn không nổi. Chó mèo hôi hôi sao? Thầy đã ăn chưa thầy biết hôi. Hôi rùm. Khúi. Ai ai ăn thịt chó thơm ngon nhưng mà riêng thầy ăn thịt chó khúi rùm. Và sao hôi hôi sao tanh tanh. Thì ai khách ăn thì ngon. Ai không khách thì dở. Hôm nãy thầy thử rồi ta mới biết hôi rồi thầy. Thì người ta chưa làm ba vị á, mình thử thôi. Còn bỏ ba vị dưỡng gì cũng thơm. Mẹ ông giờ tao tao làm mùi thịt gì tao làm cũng thơm hết. Bật đèn giùm thầy coi. Hay là ngưng thì bật đèn trước đi. Thầy nói chị nè. Thì giờ hỏi đi giờ bỏ đèn hoài hết á, hoài hoài hoài. Hoài với bên đây nữa có hai báo, đó cao nhất. Đó mấy tám mình vô không tới. Thôi được rồi. Bật nào? Không, cái đó đèn hư rồi bên kia nữa. Nó sáng. Thầy bật điện nhiều vậy có tiền trả tiền điện không? Không. Trách nhiệm của tụi con rồi đó. Không có tiền trả tiền. Rồi kéo cù dao lên coi coi nó có sáng màu đỏ không. Giờ chưa nó bị hư đấy trong ngay này luôn. Ngay này đó. Đó ngày dao nãy tính bật á. Đó bật coi coi đèn sáng. Nó không đỏ luôn. Bật lên coi. Ờ không thấy đỏ luôn, nó bị hư điện điện rồi. Bật đèn nhiều ghê đó lấy tiền đâu trả tiền điện. Tự chùa mà đây là ít chứ chưa trong chùa còn hào quang còn đèn bật lên hết này mới có mấy bóng à, rồi một tháng thầy đóng tiền điện nhiêu tiền thì dài tiết kiệm thì 1.6-1.8 triệu còn mình xài tiết kiệm thì 3 triệu mấy rồi thầy chưa mở với lạnh 24 tối ngủ thầy mới mở 9-10 giờ thầy vô phòng thầy mới mở chứ bình thường thầy mở cả ngày thì mở phòng thầy phía trong nó kín không phòng nào cũng kín tao nói mày không có cửa sổ không có một kiến tôi không lọt bật lên là lạnh rung luôn à? Ừ. Với ngựa nhỏ mà thầy mua đâu có mắc đâu, máy tầm mấy chục triệu. Còn mình mua lần có mười mấy triệu cũng đâu có ngon. Đâu có đủ lạnh. Tao nói thằng thằng máy cái máy lạnh một cái à? 10 cái. Cái gì một phòng 10 cái. Thì mà 4 5 phòng. Chùa 4 5 phòng. Phòng nào cũng có máy lạnh. Thầy có dân mồng không? Không. Có văn chứ không văn mũi còn muốn không cũng có máy lạnh rồi mà đâu có mũi tụi con thấy nó mũi nó bay tùm lum mà không cắn thầy à không sao kỹ đó em biết mũi bay quá trời đâu cắn thầy máu thầy ngọt quá nó không uống cũng không không cắn một con nào luôn ừ thấy lạ ghê à ừ. Tự đến thì mũi nó dí nó cắn tùm lum mà thầy không cắn thầy Tết năm năm này mình ăn Tết có thầy ăn Tết có gì đỡ mới không thầy? Thầy nói là theo cuộc sống của nhân dân, theo cuộc sống của xã hội ở đất nước Việt Nam ăn lớn thì thầy ăn lớn mà đất nước ai cũng khăn khổ ai cũng khó khăn thì họ nhỏ thầy cũng nhỏ ông đấy chùa thầy ăn lớn họ đến chùa thầy ăn hết sao thì họ ăn sao thầy ăn vậy còn chùa thầy cũng tùy theo điều kiện giờ trang trí được rồi nè ta sửa sạn hào quang nè, sửa sạn đèn chớp tắt nè, sửa sạn tô tường rồi sơn tất cả các cửa rồi nóc chùa rồi làm trang trí lại cho đẹp. Tết năm nay đúng ra là khợ là đắt nhất nè. Giờ này là người ta xây dựng sửa chữa ăn Tết ngon rồi nè. Giờ chùa thầy mấy cái phòng đồ sửa rồi hàng rồi tô lại rồi sơn phết phòng lại cho đẹp. Lót gạch men không đặc biệt là lợp mấy tấm tôn cho khỏi dột. Máy tôm gì phải có tiền là làm luôn rồi không làm thôi chứ làm hết rồi rồi ai cười cúng nữa tính tóm gọn mình để ta nói tóm gọn là mình để làm sao làm phải đủ chi phí còn không coi đừng có làm mà làm họ coi khờ sửa máy tôm cho mưa khỏi dột tiền không á chứ Phật tử mà đi đến chùa giờ thì nói tóm gọn vài trăm triệu đi vài trăm triệu thì thầy lập sơ thôi rồi bắt đầu cái qua Tết cái là mua sắt làm cho đủ luôn
má này mua có 5 triệu tiền tôn, chục triệu tiền tôn là kính mày tàu lao đi. Điên khủng. 1 mét tôn thôi là người ta 200 mấy 300 rồi. Mà giờ mày nói cái máy đóng chùa 300 mét. Không, mà máy chỗ này thôi. Chỗ nào, cái đó làm chi? Nó có liên quan gì tao hồi nãy? Vô trong nóc chùa với trong chính điện chùa mới sạch sẽ rồi mày lợm hoài chi? Ở ngoài là người ta làm cho có ai ngủ ngoài này đâu mà làm. Ta làm cho sạch sẽ, đừng chống nắng chống mưa cái việc trong kia, còn ngoài này thì làm lúc nào cũng được, không làm cũng được. Trời ơi, phạt mày không lo, phòng ngủ thầy mày không lo, mày đi lo bả trên trời ngoài trước. Hay đây ta hàng ba với ba cái tàu lao gì mà quan tâm, vì mưa nó tạt cũng kệ đó. Nó hoài người ta làm chừng nào có tiền dư người ta mới trang trí hết đồ. Còn có tiền mình lo những cái phòng áo chánh điện, trang trí những cái điểm chính. Ừ.